Dạ em bước đến con đường bóng đá thì em nói chung là hơi muộn so với các bạn cùng lứa tuổi. Em đến với bóng đá vào lúc 57 tuổi. Trong lúc em đi tuyển thì ba mẹ cũng không cho đi theo con đường bóng đá. Tại thấy trên TV cũng nhiều pha bóng làm chấn thương nên ba mẹ lo nên cũng không cho em đi tuyển sinh. Cái điểm đó lúc là em vừa đã xong mùa đầu tiên cho đội 1 của Huế. Tại em vẫn chưa có nhiều kỹ thuật cơ bản so với các bạn cùng lứa, em cũng hơi bất ngờ với khi được triệu tập lên U22. Thân em thì cũng có điểm mạnh riêng ạ. Em người con rừng thì em có thể lực về sức bật ạ, với tỷ đè. Trên đây em hiểu được nhiều hơn về cách chiến thuật di chuyển ạ, về cách xử lý bóng. Điều của em là cố gắng tập luyện tốt để có thể có tên trong danh sách cuối cùng để đi đá vòng loại U23 châu Á.